khi cười nhưng mà rất là nghiêm khắc. Chị có vẻ hơi nghiêm đó. Nhưng mà chị nói như vậy thì em rất là buồn. Ừ. Em cần một người kiểu như là phải push up em đó. Em biết là lúc mà chị tư vấn với lại cái buổi đầu tiên này nó có giống như những gì mà em tưởng tượng chút không? Em thấy nó còn hơn gì còn hơn gì expect. Ok. Hơn expect thì Hello, 大家好，我是徐峥， 欢迎大家来到我的视频. Hi guys, it's me. Welcome to my video. Chị test thử năng lực của em xíu nha. Rồi, em cứ nghe tiếng Anh mà em nói thôi hả? Okay, I want to ask you some questions about yourself. What do you do in your free time? In my free time, I would like to watch a movie with my friends and go out, go shopping. Coi phòng rồi cũng coi cái chỗ public chicken này, em thấy sao? Em thấy không gian ok, chỗ em học trước đó. Em thích không gian này hay là hay cái dạng trung tâm hồi xưa? Trung tâm hồi xưa là định lực nó một cái phòng rất là nhỏ và rất là nhiều người. Kiểu em thấy nó hơi ngột ngạt, nó lại không có được thích thêm nhiều nữa. Còn với không gian này thì em thích hơn à? Cảm thấy thoải mái hơn. Em thấy nó tinh chị hơi khi cười nhưng mà rất là nghiêm khắc. Chị có vẻ hơi nghiêm đó. Nhưng mà chị nói như vậy thì em rất là buồn. Em cần một người kiểu như là phải push up em đó. Chào mọi người, hôm nay thì Miss Trân có một bạn học viên mới và đương nhiên là sẽ có những cảm nhận bạn đó lúc tư vấn và ngày đầu tiên học, và Miss Trân sẽ cập nhật tình hình tiến bộ của bạn sau một tháng nữa ha. Hẹn mọi người ở video kế tiếp.